Chào mọi người, đây là những chậu shigo vườn nhà vườn mình nhé. Cây đã trồng từ hạn, đã được một năm mấy rồi. Cái gốc nó to ngón tay luôn, có gốc thì một thân, có gốc thì nhiều thân. Cây này mình trồng vài tháng nữa là cho trái nha. Cây cao một mét, từ 1m3 đổ lên. Cây mình trồng là cây rất là khỏe mạnh. Vườn hiện tại đang còn khoảng 2.000 cây. Đây là mình để cây đã thuần chậu khỏe từ nhỏ nha. Ship từ 2 cây, ship mọi miền đất nước luôn. Cây shigo mình trồng làm hàng rào vẫn được, làm cây cảnh bonsai vẫn đẹp, trái rất là đẹp.